Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn món thịt heo nướng áp chảo. Món này vì rất là lạ, đậm đà và rất là ngon, và đặc biệt là dành cho những bạn không có lò nướng này hay là lò than, mình đều có thể nướng bằng chảo và bếp ga thì rất là ngon luôn á các bạn. Và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ các bạn cùng vào bếp làm với mình nhé. Và đây là mình chuẩn bị 2 cây sả, 1 trái ớt sừng, 4 tép tỏi và 2 trái ớt hiểm. Ớt thì mình làm tùy theo gia khẩu vị nha các bạn. Nếu bạn nào ăn cay thì bỏ ớt hiểm, mà nếu không ăn cay thì khỏi bỏ ớt cũng được ạ. Và mình băm nhuyễn tất cả các cái nguyên liệu trên. Ớt sừng thì mình bỏ hạt ra, mình vắt hạt đi, tại vì ăn hạt thì nó không có tốt nha các bạn. Ớt sừng này mình làm cho màu đẹp thôi chứ thực ra nó đâu có cay đâu, chỉ có trái ớt hiểm nhỏ kia kìa, nó mới cay. Chồng mình rất là thích ăn món này, thường ngày mà mình nấu thì thôi, chứ khi nào mà mình mà hỏi là hôm nay chồng thích ăn món nào là đều trả lời gia lập phục. Anh không biết là món gì cả, nhưng mà chỉ biết đó là thịt vàng thôi, vì rất là đậm đà mà ngon lắm các bạn. Sau khi đã băm nhuyễn hết rồi thì mình bỏ ớt, tỏi và sả vào một cái tô. Sau đó mình cho 1/2 muỗng đường vào. Và 1 muỗng bột nêm vào. Và 1 muỗng tinh bột nghệ hoặc là nghệ xay á các bạn, và một ít tiêu. Sau đó mình trộn đều cái hỗn hợp này lại với nhau. Đây là thịt ba chỉ 300g, mình đã cắt lát khoảng 1cm đó các bạn, dày khoảng 1cm, tại vì mỏng quá sờ nó khô thịt đó các bạn. Thịt thì mình mua thịt cổ hoặc thịt ba chỉ để nó có mỡ mỡ, nướng lên nó mới ngon, chứ thịt mà nạc quá thì nó khô á các bạn. Sau đó mình bỏ thịt vô, mình trộn đều và mình bỏ thêm 1 muỗng dầu ăn vào, trộn đều. Sau đó mình ướp trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau khi đã ướp được 1 tiếng rồi thì mình bắt lên bếp và lên chảo để nướng áp chảo. Lửa mình bỏ lửa vừa vừa thôi nhé các bạn. Và mình trải đều cho thịt nó nằm đều ra khắp mặt chảo. Và một lúc thì các bạn nhớ lật thịt nha các bạn, lật đều hết các mặt thịt. Sau khi đã lật đều hai mặt hết rồi thì mình nhớ trộn đều hết khắp chảo để gia vị nó khỏi bị cháy á các bạn, tại có đường nên nó rất là dễ cháy. Và trộn đều để nạo cái phần gia vị lên để cho nó không bị cháy. Sau đó mình sẽ lật thịt đều khắp mặt chảo tiếp đến khi nào mà thịt nó xe lại, nó săn lại đó. Các bạn thấy nó có mỡ là mỡ nó chảy ra nữa, rất là ngon. Wow, thịt nướng áp chảo mà không khác gì nước lò luôn á các bạn, rất là ngon luôn. Sau khi thịt chín đều rồi á các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn quá đúng không ạ? Vì sả, tỏi và nghệ nó hòa quyện vào nhau rất là thơm và ngon, thơm lừng luôn á các bạn.
Và nghệ thì nó rất là tốt cho sức khỏe nữa. Bạn nào mà không ăn được nghệ thì làm món này vẫn ăn được. Tại vì là khi mà nghệ mà mình nướng lên rồi á, mình hòa trộn với các gia vị như thế, nó không nghe hăng mùi nghệ.